năm đề cử trong hạng mục nghệ sĩ mới của năm. Và đó là những gương mặt nào? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau. Có thể nói là năm 2017 là năm của tuổi trẻ, rất nhiều những sự thành công của rất nhiều lĩnh vực khác nhau với sự xuất hiện của những người đầy tài năng còn rất trẻ. Chắc hẳn là nói đến tuổi trẻ, nói đến sức trẻ của năm 2013, chúng ta ai cũng sẽ nghĩ tới những thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam. Họ đã mang lại những nhiều nguồn cảm hứng cho cả một đất nước. Và chính vì thế, hôm nay trong lễ trao giải âm nhạc cống hiến lần thứ 13 này, những gương mặt của đội tuyển U23 Việt Nam cũng sẽ xuất hiện. Hy vọng họ sẽ mang tới những nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ của chúng ta để tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu để công bố và trao giải gương mặt nghệ sĩ mới. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cùng hai tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, Duy Mạnh, Công Phượng, xin mời. Thưa các anh các chị, tôi cũng rất vui và cũng rất là bất ngờ lần đầu tiên được đi trao một cái giải thưởng mà đi cùng với hai cầu thủ đá bóng. Chú hỏi cháu một chút, ngoài cái chuyện đá bóng rất giỏi rồi, âm nhạc đối với cháu như thế nào? Đối với cá nhân cháu thì âm nhạc là thứ giải trí đối với bọn cháu khi bọn cháu những cái thời. Xin lỗi Duy Mạnh, đứng gần vào micro để bắt micro ở dưới còn nghe thấy đi. Ngoài thời gian thi đấu và tập luyện căng thẳng thì bọn cháu thường nghe nhạc để giải trí. Còn cháu có gì khác hơn không? Thì đối với ca nhạc thì đó là một cả những lúc mà buồn á, buồn thì đúng không? Là những lúc mình buồn và là cháu thường Phượng là nhiều lúc buồn đúng không? Và nhạc đã giúp Phượng hết buồn đúng không? Xin phép được công bố giải thưởng này ạ. Giải thưởng nghệ sĩ mới của năm. Xin chúc mừng ban nhạc Ngọt. Một lần nữa xin chúc mừng ban nhạc Ngọt. Cái này trong bóng đá gọi là cú đút với Duy Mạnh. Ban nhạc Ngọt là một ban nhạc indie năm 2017 thực hiện một album và live show cùng tên Người Bình Thường. Âm nhạc của Ngọt mang nhiều cá tính, được xem là làn gió mát trong thị trường âm nhạc năm qua. Những sáng tác trong album Người Bình Thường của chủ nhóm Vũ Đinh Trọng Thắng. Xin chúc mừng các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, cảm ơn Duy Mạnh, cảm ơn Công Phượng. Và xin chúc mừng một lần nữa ban nhạc Ngọt. Các bạn chắc lại phải chia sẻ một điều gì đó về giải thưởng này. Vâng. Đây chắc là bọn em lên sân khấu nốt lần này thôi ạ. Thì bọn em có hai đề cử. Vâng. Và bọn em rất là cảm ơn các nhà báo vì bọn em đã được đề cử này và được giải này. Bọn em lập ban nhạc này từ khi mà em là sinh viên năm thứ nhất. Và đấy là vào năm 2013 và cái mục tiêu duy nhất là duy trì làm sao để giữ cái tên này nó không tan rã mà nó vẫn được đến ngày hôm nay. Và hôm nay là lần đầu tiên mà bọn em được một giải gì đấy và cũng là lần đầu tiên mà em nói nhận giải. Thế nên là có buồn mồm gì thì xin thứ lỗi ạ. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn các bạn đã